Xịt 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 nó lên siêu bé. Xịt lần siêu. Bé, em nhiêu tuổi rồi bé? Em 28. Mất bé. Bé. À, 28 tuổi hả? Ừ. Thì nhìn trẻ mà. Đúng không? Dạ. Da khô người ta. Bóng lên. Ủa 28 là 93 hay 94? Dạ 93. 93 tính ra là 29 rồi. Năm sau chứ còn mấy ngày nữa lần. Chị Nguyễn 32 tuổi luôn trời. 31 trên nhiều. Thì còn mấy ngày nữa 32 rồi. 31 hay 32? 31 chị hơn em có 2 tuổi mà. À chị mới 31 hả? Chị 32 thì em 30 à? Thế tối không? Cắt bắt bắt cái đèn trên trần đi như ơi. Tôi om đi.
đốt sáng sáng chưa chưa có khách đốt gì. Nghe mùi gì đâu? Nhưng chết cô rồi này, hết mùi rồi. Ngày chỉ một cây duy nhất thôi nha. Đấy cái bông rau. Có hình thần mà. Cái gì?
Cái gì vậy? Kêu mèo.